Hiện nay có rất nhiều quý khách hàng đang quan tâm tới cái dòng sản phẩm đó chính là bàn thờ gia tiên hay là sập thờ gia tiên làm trên chất liệu gỗ mít ta. Ở ngày hôm nay cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh chia sẻ giới thiệu tới quý vị và các bạn trên toàn quốc ba bộ sập thờ gỗ mít ta. Đây là cỗ mít ăn quả. Ngày xưa các cụ rất hay dùng gỗ mít để làm đồ thờ cúng tâm linh và ngày nay cũng được áp dụng. Đây là các cái bộ sập thờ chân quỳ, chân to, chân 20, 22, 24 trên chất liệu gỗ mít ta. Gỗ mít ta thì nó có rất cái nhiều ưu điểm cũng như là nhược điểm về gỗ mít ta thì chúng ta cùng tìm hiểu trong video clip này. Đây là bộ sập thờ tứ linh gỗ mít ta chân 24. Chiều dài của mặt là dài 2m17 Thuộc cung tài lộc Chiều sâu 1m07 Thuộc cung uh, quý tử Và chiều cao là 1m17 Chân là vuông 24 Được thiết kế nghê trầu Phía bên trên thì là đầu lân chân móng Đang uh, thiết kế được điêu khắc bằng tay thủ công Phần dạ được làm dày 5 phân Chắp nổi 12 phân Điêu khắc tứ linh rồng lệch rồng uh, đang... Uh, cuộn rùa và phía dưới hồ phù thì lại có hình tượng đó là cá chép hình tượng hồ phù chính giữa này được các nghệ nhân điêu khắc rất là kênh bong mòi móc sắc nét và trông rất là dữ khi chúng ta thờ các cái bộ sập tứ linh này nó sẽ có tác dụng đó là chấn giữ tà khí tránh các luồng khí xấu xâm nhập vào gia đình tứ linh gồm có long ly quy phụng long là rồng quy là rùa phụng là phượng hoàng lân được thiết kế rất là hài hòa Các họa tiết được bố trí hợp lý Gỗ Mita này nó có ưu điểm đó là Khi để mộc thì có màu vàng nhạt Và khi hoàn thiện Thì sẽ được sơn son thiết vàng Đây là một chất liệu gỗ rất là tốt Không mối mọt Công vinh Toàn bộ đã được làm 100% từ chất liệu gỗ lõi Lọc bỏ hết phần rác Để làm cho quý khách được sử dụng lâu dài trong thời gian sử dụng ván mặt dày 2 phân và phía dưới thì thường có 7 thang đỡ cho chiều dài 2m17 rất là an toàn và chắc chắn thang của mặt bàn thờ thì thường tự được thiết kế đó là thang gỗ lim và về cái nhược điểm của gỗ mít đó là cây gỗ mít thì nó rất là bé chính vì thế mà phần mặt bàn thường được ghép 3 và ghép 5 để đảm bảo cho quy trình chúng ta sử dụng được an toàn Không có các cái dòng tấm gỗ to Để làm một tấm Chính vì thế đây chính là nhược điểm lớn nhất của gỗ mít Là chúng ta phải ghép rất là nhiều miếng Để làm thành cái sản phẩm đẹp Toàn bộ phần cổ được nong khung Phần dạ và chân được điêu khắc thủ công bằng tay Chân 24 Dài 2m17, sâu 1m07 và cao là 1m17 và hiện nay các cái dòng sập thờ đang bán chạy đó chính là sập thờ tứ linh và sập thờ cây mai hay còn gọi là sập thờ mai điểu gỗ mít ta. Sập thờ cây mai này thì phần chân thường được thiết kế đó là quả đào hoa mai. Phía trên thì có các chú chim điểu và chính diện của dạ sập thờ thường được thiết kế đó là rơi rơi ngậm chữ phúc. Đó. Tượng trưng cho sự trường tồn lâu dài. Hoặc là rơi rơi ngậm ở các cái giải đồng tiền. Đó chính là về mẫu sập thờ mai điểm gỗ mít. Gỗ mít thường được ứng dụng trong đời sống rất nhiều, đặc biệt là về đồ thờ tâm linh, một chất liệu gỗ dẻo dai, bền bỉ và rất là nhẹ khi chúng ta khiêng các cái bộ sản phẩm này di chuyển ở trong nhà thì rất là nhẹ. Đó chính là các cái ưu điểm của gỗ mít. Sử dụng lâu dài không bị cong vênh mối mọt vì đây toàn là 100% là gỗ lõi, không pha tạp gỗ rác. Ờ, quý khách muốn mua sập thờ tứ linh, sập thờ mai điểu gỗ mít ta thì liên hệ đồ gỗ hiền lành 0986883349 hoặc 0985226684 sập thờ gỗ mít ta chân 20, 22, 24 đang có giá dao động từ 28 triệu tới 35 triệu nếu chúng ta có thể đặt dày dặn hơn thì có giá dao động từ 35 tới 40 triệu cho các cái bộ sản phẩm như thế này khi hoàn thiện sẽ được sơn son thếp vàng hoặc full PU chân theo yêu cầu của quý khách. Đây cũng là một bộ sập chân 24 dài 2m17 sâu 1m07 và cao 1m17 kích thước phổ thông chân có quả cầu chính diện được thiết kế hình tượng ở hồ phù cá hóa rồng và rồng thì đang có các cái phần râu đang cuộn rùa trên cái sóng biển rất là đẹp. Được các nghệ nhân hàng đầu gốc nghề điều khắc Phía trên thì đó chính là Long Chầu Mật Nguyệt Quý khách muốn mua mẫu sản phẩm như thế này Thì bình luận ở phía dưới video Hoặc để lại số điện thoại Chúng tôi sẽ tư vấn 24 trên 7 qua Zalo 0986 88 349 Đồ gỗ hiền lành tại làng nghề La Xuyên Yên Ninh, Ý Yên Nam Định nhược điểm của gỗ mít chính là gỗ nó bé, chính vì thế phần bề mặt khi chúng ta thờ cúng được ghép rất là nhiều tấm, một là ghép 3, hai là ghép 5. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi video clip của chúng tôi.